Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem những cái video short trên kênh GHS làm về Poppy Playtime Chapter 3. Ok, trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có động lực tiếp tục làm những cái video reaction khác nha. Video đầu tiên trước mặt chúng ta là một cái đĩa bánh quy. Nguyên liệu khả năng là làm từ sheet vàng vàng anh em ạ. Tay này là tay của Mommy Long Leg mà. À, nhưng mà đây là con Mommy Long Leg phiên bản trẻ con, gọi là Mommy Con Két. Mommy Con Két thì đang lấy ra một hộp sữa. Thì quay lại. Cái ráp ở đâu nó xuất hiện? Nó ăn hết đĩa xịt rồi. Cất còn dính đầy ở mồm đấy anh em. Chối rất nhanh. Rút dao ra dọa, vẫn chối. Ê. Gõ vào đầu. Tội ăn vụng ăn trộm. Đã ăn vụng ăn trộm rồi còn chối. Mặt. Ngây thơ là vô số tội. Một món quà đến từ công ty Poppy Playtime. Đó là một con búp bê Dog Day tặng cho một cậu bé. Ok, chắc là bố mẹ cậu bé này mua Dog Day cho cậu bé để tặng cậu bé nhân ngày sinh nhật. Thì cậu bé chơi với Dog Day rất là vui. Thì một hôm bố mẹ cậu lại tặng cho cậu một con Dog Day ngoài đời thực. Ok, thế là cậu bé vứt bố cái con Dog Day fake đi, quyết định là chuyển sang con chơi con Dog Day real. Thế là Dog Day fake bị Dog Day real nó hành hạ, bị nó cắt đôi người. Đúng rồi, đây chính là quá khứ của Dog Day. Tại sao Dog Day thì bị cắt đôi người? Trong phòng này còn có xác của Huggy, Wuggy với lại Kissy, Missy anh em ạ. Thằng này cứ thích là có mới nơi cũ thôi. Cứ có đồ chơi mới là vứt hết đồ chơi cũ đi anh em ạ. Dog Day chơi trốn tìm với lại Catnap và một cô bé cute. Cái đây là nhân vật của kênh GHS, tôi không biết tên là gì. Nhưng mà nhìn cũng cute phết. Catnap biến thành Catnap quái vật. Sau đó là Dog Day để quyết định quay lại lần nữa thì Catnap biến thành con Catnap bộ xương, nghĩa là kiểu dạng như là càng ngày càng kinh dị anh em ạ. Thở ra khí độc mùi thối, sau đó lại biến thành người bình thường lao lại ôm Dog Day. Tôi méo hiểu ý nghĩa của video này nó là cái gì luôn anh em ạ. Tôi vậy đi cho nó nhanh. Tóm lại là trốn tìm, sau rồi tự nhiên biến thành quái vật, xong rồi mọi người lại biến thành quái vật đáng sợ hơn, sau đó lại biến thành người bình thường. Đấy, chắc là ý nghĩa là như vậy em ạ. Đây là cái phân cảnh mà con Huggy Wuggy nó chui ra khỏi tivi để nó dăm sờ ke người chơi anh em ạ. Holy shit, sau đó người chơi giải trí tắt tivi. Huggy Wuggy cụt vỡ nửa người luôn. Ô, dạo này đang có cái mốt cụt nửa người ấy, anh em, sao chỗ nào cũng tới xuất hiện cụt nửa người vậy. Giờ đến Huggy Wuggy cũng cụt nửa người, nhưng mà được cái thằng người chơi này thông minh, rất là thông minh. Thế là thôi, Huggy Wuggy và Dog Day là gia nhập hội những người cụt nửa người cùng với lại thầy Gozo này, rồi Duck Speakerman này, rồi Scientist Cameraman này, rồi Blunger Cameraman này. Đấy, hội những người là còn mỗi nửa người rồi được cái bánh. Vặt cái bánh cũng cụt nửa người luôn. Chúc chào mừng Huggy Wuggy gia nhập hội những người cụt nửa người. Cái bánh ấy. Cái bánh cũng cụt nửa người luôn. Kiểu mấy anh em này bị ám ảnh bởi cái cụt nửa người ấy. Catnap ngoài đời thực và Miss Delight ngoài đời thực anh em ạ. Hai người này đang chơi tuyết. Đang chơi tuyết tuyết. Mày có thích tuyết không con mèo? Không, em méo thích tuyết chị ơi. Tại sao không? Dog Day ở đâu tự nhiên nó cào 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 tuyết vào người con Catnap. Mày có thể nói sờ nâu không? Mèo. Ý nghĩa của video này nó là như vậy đấy anh em ạ. Có thích tuyết không? Không. Tại sao không? Mày có thể nói sờ nâu không? Mèo.